Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng tại các cái cầu tàu mà đi ra ngoài Cát Bà của Tuần Châu. Thì ở đây trên các cầu tàu này và Minh Toàn đang đứng ở giữa cầu tàu, và trên cầu tàu thế này thì quý bà con cô bác có thể cảm nhận được những cái tiếng cót két nghe rất là sợ, ghê tai, giống như ở trong các cái phim kinh dị. Bởi vì nước sóng đánh thành là các cái sắt nó dao động, nó va chạm vào nhau nó nghe tiếng cót két luôn. Và tại đây thì quý bà con cô bác, khi mà chúng ta ra Cát Bà thì chúng ta sẽ lên được những con tàu như thế này để chúng ta ra ngoài Cát Bà. Con tàu như thế này sẽ đưa chúng ta ra ngoài Cát Bà. Và khi mà chúng ta đi lên những con tàu này, chúng ta cũng có thể ngồi ở trên trong cái khoang khách hàng, hoặc là chúng ta cũng có thể lên trên boong tàu. Như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy các du khách ở đây là lên trên boong tàu để ngắm được những cái cảnh đẹp mà chúng ta cảm nhận được từ boong tàu. Minh Toàn đang đứng ở trên cầu tàu này và Minh Toàn cảm thấy cái sự bồng bềnh, trong tranh của cái tàu đặt cầu tàu này. Đây, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy khách nước ngoài về đây rất là nhiều. Đây, chúng ta cũng có thể là ngồi ở trên boong tàu, hoặc chúng ta cũng có thể ngồi ở trong các cái khoang khách hàng. Có những con tàu người ta trồng cả cây xanh rất là đẹp, ví dụ như con tàu xa xa kia, Ansia, tàu Ansia, đấy là cái tên của nó thôi. Đây, và một số du khách thì chọn những cái phương thức đi như thế này. Đây, quý bà con cô bác nhìn thấy. Đó. Có cả khách Tây, cả khách ta. Ở đây thì Minh Toàn đang ở trong bán đảo Tuần Châu, nên quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là một số cái đôi uyên ương về đây để chụp lưu lại những cái hình ảnh để trước khi cưới. Đấy, người ta gọi là ảnh cưới. Như đây, như đôi uyên ương này. Và đây thì hôm nay mùa này không phải là mùa du lịch, nhưng quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là hành khách về với cảng Tuần Châu cũng như là Cát Bà nói riêng hay là Hạ Long nói chung rất là đông đúc. Ở đây quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được các chuyến tàu đi liên tục và lượng khách ở trên đấy cũng không phải là ít. Bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy đi một vòng ở bên trong cái Tuần Châu này nhé, cùng Minh Toàn, để chúng ta biết được thêm về cái bán đảo Tuần Châu này. Đấy là những cái tiếng còi tàu đấy quý bà con. Về với Tuần Châu thì quý bà con cô bác cũng cảm nhận được cái sự sạch sẽ và không khí ở đây, đến cái cả cái sọt rác thì rất là đẹp. Đây, toàn bộ đây là những cái không phải là toàn bộ các con tàu, mà đây là một số cái con tàu để
giúp bà con cô bác chúng ta di chuyển ra Cát Bà và cũng như là ra ngoài Vịnh. Anh ơi, các cái tàu này là ra Cát Bà hay là ra Vịnh Hạ Long hả? Ra Vịnh Hạ Long. Ra Vịnh Hạ Long. Có ra được Cát Bà không ấy? À vâng. Còn đây là ra Vịnh Hạ Hùng. À vâng. Cảm ơn anh. Đây là những con tàu mà đi ra Vịnh nhiều quý bà con ạ. Đây và Minh Toàn xin phép đi xuống dưới cầu tàu này một chút để quý bà con có thể nhìn thấy được cái cầu tàu. Đấy. Đây là các cái phao nổi của cầu tàu. Đấy đây, đây là các anh thủy thủ lái tàu. Chứ là con của bác ấy, cảm nhận được tàu này bằng sắt, ngày xưa là toàn làm đóng tàu, là cái xứ đóng tàu trên neo sắt. Đây quý bà con của bác ấy, nhìn thấy các cái sâm lốp này thì người ta dùng để làm cái này để nó chống va đập. Và đây là một cái con tàu mà đang đi tham quan về. Tàu nó sẽ neo đâu như thế nào thì quý bà con của bác nhìn cái cảnh này để biết cái cách tàu neo đâu. Tàu neo đâu là nó hay va chạm vào các tàu khác, như thế chính vì thế mà người ta hay treo các cái phao, các cái lốp. Và đây là thả dây, đây là cái neo tàu. Đây là các cái neo tàu. Đây là phía tàu sẽ cập bến. Mà tàu vào bến thì người ta sẽ thả các cái neo tàu như thế này các bạn mọi người. Các neo tàu này. Đây là các hồ điện ba pha. Ngoài chúng ta còn con gái đi vun hết cả cầu tàu ấy nhỉ.
trong tàu thì mình toàn phải có dịp mà muốn đi vào phòng của bác như thế này, phía trong con tàu này. Đây mình toàn chỉ đi phía ngoài thôi. Sau khi mà lên tàu thì sau khi mà chúng ta lên ở tàu xuống thì các hành lý của chúng ta sẽ được các anh thế này đưa lên bờ.